Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cô, đồng bạn, chị em thân mến, có lẽ là mọi người cũng hơi ngạc nhiên làm sao mà cái ông cha phó ngày xưa đó, ông cha Giuse Nguyễn Ý Đệnh, để ông về đây dựng thành lễ an táng cho cụ ông Giuse Phạm Văn Quy. Tôi xin được phép nói rất ngắn gọn cái mối tương quan của tôi với gia đình của cụ ông Giuse. Trước năm 1975, chúng tôi đã có dịp quen biết nhau ở tại giáo phận Ban Mê Thuột. Tôi là gốc là đi tu ở ngoài Ban Mê Thuột và cũng có dịp là quen biết với bà Trấn ở ngoài đó. Và khi mà tôi về đây cách đây gần 30 năm thì tôi về làm cha phó cho sứ kẻ sạc, thì chúng tôi nhận ra nhau và chúng tôi từ đó là chúng tôi có kết nghĩa với nhau. Là chúng tôi gọi là ông Quy bà Trấn là anh chị, và như vậy thì đó là cái lý do mà tôi rất thân tình và được sự rộng lượng của cha Thánh Sứ giáo sứ kẻ sạt của chúng ta tôi về đây để dâng thánh lễ an táng cho cụ ông Giuse Phạm Văn Quy. Vậy mà nhanh quá, là thoáng một cái đã hết một đời người. Tôi nhớ đến là trong Thánh Bình 88 có viết rằng: đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mong manh quá đỗi. Sống làm người ai không phải chết, ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ti. Khi tôi về làm cha phó cho sứ kẻ sạc thì cụ ông Giuse lúc đó mới ngoài 50 tuổi thôi, và tôi lúc đó thì 40 tuổi. Đã. Mà bây giờ thì là cụ ông đã ngoài 80 rồi, đã thuộc loại U90 rồi, và Chúa gọi về. Thì chúng ta cũng thấy rằng là ở nơi Thánh Vịnh 108 có viết rằng: kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Cái số phận con người là thế, sinh, bệnh, lão, tử, nghe có vẻ bi thảm quá. Nhưng người Việt Nam của chúng ta cũng có một câu: sinh ký tử quy. Sinh, sống là tạm gửi, và còn là quy và chết đó là trở về. Chết là trở về với nhà thật của chúng ta, không phải là ngôi nhà bằng xi măng, gỗ đá ở trần gian này, mà là ngôi nhà vĩnh cửu ở trên thiên đàng, là nơi mà con Thiên Chúa đã từ bỏ xé trời mà đến với chúng ta. Ở trong mùa vọng, chúng ta đã nài xin lạy Chúa xin xé trời mà đến với chúng ta. Và đúng như vậy, ngôi hai Thiên Chúa đã xé trời, băng qua các tầng trời mà đến với chúng ta.
và Ngài đã chấp nhận thân phận là người ở giữa chúng ta, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và Ngài mang lấy thân phận tội lỗi của chúng ta, mang lấy thân phận phải chết của chúng ta, và chính Ngài cũng đã đi vào cái chết. Ngài chiến thắng sự chết bằng chính cái chết của Ngài để mở ra cuộc sống phục sinh. Đồng thời Ngài kêu gọi chúng ta là hãy đi theo Ngài, làm môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, để rồi chúng ta tin chắc rằng chết không phải là hết. Chết không phải là một dấu chấm hết, chấm dứt mọi nẻo đường tương lai. Chết không phải là thôi, đã xong mọi sự. Không phải, mà chết chính là một khởi đầu, là một khởi đầu cho cuộc sống mới. Chết là đi về nhà cha, chết là bắt đầu được hưởng cái niềm vui hạnh phúc tràn đầy, sự bình an viên mãn. Bởi vì chính Chúa Giêsu đấng cứu độ chúng ta ở trong bài tin mừng đã nói với chúng ta: Thầy ở đâu thì chúng con ở đấy với Thầy, Thầy đi đâu chúng con đã biết đường rồi. Chúng ta đang là sống trong một cái giáo hội hiệp hành. Hiệp hành tức là cùng đi với nhau. Đi đâu? Thưa đi về với Thiên Chúa Cha, giàu lòng thương xót. Và con đường chúng ta đi là con đường mang tên Giêsu Kitô. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta để chúng ta bước đi trên con đường Giêsu Kitô, để chúng ta đi với Chúa Giêsu Kitô và về nhà Cha của chúng ta, là nhà mà Chúa Giêsu Kitô đã dọn sẵn cho chúng ta. Thầy ở đâu, chúng con sẽ được ở đấy với Thầy. Bởi vì Thầy chính là con đường, Thầy chính là sự thật, và Thầy chính là sự sống. Và không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Hành trình 84 năm cuộc đời của ông Giuse Phạm Văn Quy đã đến rồi. Trên con đường ông đi, ông đã có một sự chuẩn bị. Kính thưa quý cô, quý ông bà, anh chị em, gợi lại một kỷ niệm ngày xưa khi tôi còn làm cha phó của giáo xứ Kẻ Sạc, nó vui vui. Cái lúc đó tôi bị mang một cái tiếng, đó là ông cha phó này sức giàu mát tay lắm. Ông sức giàu cho ai là đi luôn. Cho nên rằng có một bà cụ đã nói với cháu của mình đi vào xin cha sức giàu cho bà. Nhưng nếu như không có cha xứ ở nhà thì đừng có mời ông cha phó. Thế rồi vào cha xứ hôm đấy chẳng may lại đi vắng, có mỗi cha phó hăng hái sốt sắng đưa để tôi đi và lấy áo lấy đồ nghề để chuẩn bị đi sức giàu cho bà cụ. Nhưng mà anh thanh niên ngần ngại một lúc, nó bảo rằng thôi cha, thôi là sao, bà cụ cần sức giàu thì tôi ra tôi lấy mình, còn rước lễ được không, tôi ra lấy mình Thánh Chúa tôi mang giàu đến tôi sức cho bà. Và thôi cha, bà con nói là đợi cha xứ về. Bà sợ, bởi vì cha phó mát tay lắm, sức giàu một phát là đi luôn. Cho nên rằng cuối cùng hôm đó tôi mất mối. Mãi đến tối là hình như 8 giờ tối thì cha cố Giuse Nguyễn Thanh Minh, cha xứ lúc bấy giờ, ngày mới về. Và gia đình và bà cụ vẫn chờ được, cũng hay bà cụ chờ đợi được đến cha cố Giuse Minh ngài sức giàu cho bà cụ. Nhưng mà rồi thì không biết rằng bà cụ là kéo dài tuổi thọ được mấy năm nữa, tôi không biết, tôi không để ý. Nhưng mà riêng với cụ ông Giuse Phạm Văn Quy ở đây, quý vị có biết rằng tôi sức giàu là kể từ lúc nghe tin cụ ông là mắc phải chứng bệnh nan y là ung thư, thì tôi sức giàu trong 11 năm. Trong 11 năm đó tôi sức giàu cho ông Giuse 6 lần không chết, chứng tỏ rằng hết mắt tay rồi. Nghe nói cái lần sức giàu cuối cùng là cha xứ hiện tại ngày sức xong đi luôn. Nhưng mà
đó là kể chuyện vui thôi, đừng có kể lại với cha xứ này nghe được, ngày lần sau ngày không cho tôi làm lễ nữa. Đó, đó là kể chuyện vui, nhưng mà nói lại là cái kỷ niệm khi tôi sức giàu cho ông Giuse. Tôi có hỏi, anh có sợ? Bà sợ gì cơ? Sợ là em sức giàu rồi anh đi luôn đó. Bà không, không sợ đâu. Cha cứ sức giàu đó. Anh không sợ, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tôi sức giàu 6 lần, và lần thứ 6 thì tôi nói rõ, lần này em sức giàu cho anh đó, thì có lẽ là giờ mà anh phải lên đường đi trình diện Chúa đã đến rồi. Thì gia đình cũng báo cho tôi biết là bác sĩ nói rằng là không còn cơ hội nữa rồi. Thì ông vui vẻ, ông bảo dạ vâng, sẵn sàng, anh sẵn sàng rồi, sẵn sàng để đi ra trước tòa Chúa rồi. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái niềm tin rất đơn giản, rất chân thành nhưng rất vững mạnh ở nơi ông Giuse, để rồi ông đón nhận các ơn Thánh Chúa trước khi ra trình diện trước tôn nhan Chúa, với cảm nhận cái niềm tin và lòng Chúa thương xót sẽ yêu thương, cứu độ và ban cho ông được niềm vui trong một sự sống mới, sự sống nơi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Đấng mà suốt cả cuộc đời 84 năm trên vương thế này ông đã tin. Kính thưa quý cộng đoàn, và đặc biệt là tang quyến của cụ ông Giuse, đang khi chúng ta tiếp tục đau buồn, chắc chắn rồi, chúng ta đau buồn bởi vì chúng ta mất người thân yêu của chúng ta. Chúng ta có một cái cảm giác mất mát, trống vắng, không gì có thể khỏa lấp được. Thế nhưng bên cạnh đó thì đức tin mời gọi chúng ta hãy tích cực cầu nguyện, sốt sắng cho người thân yêu của chúng ta. Bởi vì ông Giuse đã ra đi trên con đường Giêsu Kitô, và ông đi đến với Chúa Cha đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta tin chắc rằng ở trong cái niềm tin đơn giản, chân thành nhưng vững mạnh, chúng ta không bị Thiên Chúa từ chối, và Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, sẽ dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót và tràn đầy ơn bình an, niềm vui. Cái việc mà chúng ta, những người còn đang sống, là tiếp tục cầu nguyện cho ông và cho tất cả những người đã ra đi trước chúng ta, để rồi một ngày kia trong niềm tin vững mạnh vào lòng Chúa thương xót, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi nước trời hằng sống, nơi mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dọn sẵn cho chúng ta. Amen.